Em không cần biết anh làm gì phải ra cho em nha anh ơi. Ui, ông này còn úp mặt vào sông quê à? Rồi thì úp mặt. 50 này, bố cung đức như Nam Hải vậy. Ui đây rồi. Ủa nhưng mà mày muốn cái gì em nhờ? Bronja đúng không? Bronja được. Mặc dù anh biết kèo này là khó, thật sự kèo này mà ra Bronja thì cũng gọi là bố của chúng Red luôn không ạ. Bố của chúng Red chứ chả đùa. Ui giời ơi, xe máy luôn. Được chú well không ạ? Lại còn tưởng chú well nữa chứ. À, tôi hiểu rồi. Có vẻ như đây là một động thái gọi là thí anh em hội viên. Đấy, để gacha Argenti. Nổ sớm anh em ạ, hợp lý chưa? Thì ra là anh em hội viên kênh này vì đại nghĩa diệt thân. Được, tôi ghi nhận nhá. X10 đầu tiên. Tức là 15 đúng không? 15 rồi anh em ạ. Và đó là... Ok này, Asta tinh hồn 5 này, hợp lý này. 25 này. It was at this moment that he knew he fucked up. Ngay thế nhờ. Ui, mẹ tưởng nổ sớm rồi cơ ông ạ. Ây chì bà. Ây ỏng thôi. Mạo hiểm luôn mây rồi ngon luôn à. Hai mươi lăm mà cay gì. Chúng ta 50-50 mà anh em. Quả đấy mà chúng Argenti thì chúng ta sẽ không phải nghĩ ngợi gì đâu đúng không. Cay nhờ. À, tôi hiểu rồi. Có vẻ như đây là một động thái gọi là thí anh em hội viên. Đấy. Để gacha Argenti. À. 60 rôn. Lại nổ vàng luôn không ạ? Oh, what the hell? What the hell? Hanja! Đừng! Hanja ơi ra đi! Hanja đây rồi! Đây rồi! Nice! Là nó đấy! Chính là nó luôn các ông ạ! Hợp lý này! Rồi! Như vậy với 60 rôn anh em ạ! Tôi vừa có Jan Trinh em một, vừa có Argenti và vừa có Hanja anh em nhé! Được chưa? Hợp lý! Hợp lý anh em ạ! Coi như 60 rôn mình ra vàng thì không có gì đặc biệt cả đúng không? 20 vé rôn chấn đúng không? Rồi 20 vé rôn chấn. Như đã hứa nhá, 20 vé rôn chấn. Đùa rõ ràng video thì lại bảo khuyên anh em nên thất phu, cuối cùng mình lại không thất phu thì nghe buồn cười quá không nhở? Mây gì tầm này à? Thất phu đi anh ơi. Cay thật đấy, suy nghĩ thật sự anh em ạ. Bởi vì bây giờ mình đang là 37 nháy rồi đúng không? 37 nháy thì khoảng 30 nháy nữa là sẽ nổ anh em ạ. Kiềm chế nào đừng để con quỷ gacha dụ dỗ. Mây ngon hơn rừng đi. 20 rôn đi anh ơi, không ra thì thôi luôn à. Tôi là 57 đúng không? Thôi được rồi. Các cụ ơi, con không định lấy cái vũ khí này đâu các cụ ạ. Nhưng mà vì anh em kênh chat, các cụ cứu con với. 71. Holy moly. Đây rồi. Các cụ ơi, cứu con, con không dám nhìn nữa. Và đó là... Chưa ra. Và đó là... Ôi. Ơn Chúa. Ok. Đây rồi, tàu trưởng nhìn rồi. 60 rôn và PT không bảo hiểm 40 PT. Rồi, như vậy 50 này.
Ui ra Phú Bà Asta luôn mà. Nghe mùi thế nhỉ. 50 rồi đúng không? 60 đây. 60. 70. 70 chưa có gì này. Ô. Rồi, nói chung là chúc mừng Phạm Khả Minh nhá. Anh không biết là chú có liệu có ra được Argenti không. Nhưng mà hiện giờ chú ra được cả Hanja với cả Lidic. Thật sự là chú quá may mắn rồi đấy. Quá là may mắn luôn cho một roll. Như vậy là 70, tôi nghĩ là win rồi này. Win tặng ở mức 70 nhá. Và đó là Argenti. Tôi nghĩ ra Hanja rồi thì không có cái lý do gì anh em ạ. Tôi nghĩ ra Hanja rồi thì không có cái lý do gì anh em ạ. Mẹ má đất công ơi. Chia buồn với chú. Thật sự không biết nói gì luôn các anh em ạ. Vừa là chia buồn với chú và vừa cũng là chúc mừng với chú có ngay bảo hiểm cho mình lấy luôn mây. Tàu trưởng trên mặt bối rối ác ạ. Không sao anh em ạ, vừa đấy tàu trưởng nhìn mới cũng khó ra. Nên là tàu trưởng không nhìn cũng không vấn đề gì cả nhé. Tôi vẫn làm được. 78 rồi. Tôi vẫn làm được. Bảy mươi chín. Đây rồi. Và đó là Argenti. Hệ vật lý. Cho thằng em Dương Phùng. Lên. Ùm. Bó. Hợp lý. Là tội hơi dén không ạ. Bởi tôi nhìn cũng cảm giác tôi lại nghĩ cái gì Himeko anh em ạ. 67 và x10 phát ra đúng không? Rồi. Lệch thì lấy radio đúng không? Còn chúng thì là húp đúng không? Và lệch thế nào được không? Húp. Argenti thôi. Và đó là Argenti. Chưa. Argenti. 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 Argenti này. Uầy. À được rồi anh em ạ. Uầy. Vãi nhờ. Tôi còn ra Bronja luôn cơ à. Ây à. Để tôi chứng minh cho anh em rằng là kênh này không hề lùa gà. Hội viên kênh này trúng thẻ thắng liên tục. Và bạn Vũ Đào của chúng ta cũng trúng Argenti. Ok. Và đó là sờ kíp luôn. Thấy chưa? Không hề lùa gà anh em nhé. Mạnh dạn xin cái kèo 52, ok? Ra gì đấy? Không thể lệch đi đâu được anh em ạ. Và đó là sờ kíp luôn. Chấn đất cái gì? Được chưa? Hợp lý chưa? Bạn bị kinh rồi. Tôi có lừa cơ bao giờ đâu. Ủa còn hai tím luôn anh em ạ. Tinh dung có tinh hồn luôn cơ. Chúc mừng Vũ Đào nhá. Có phải vậy anh em ạ. Và đó là ui đã 700 like rồi cơ à. Ok 700 like này. Từ từ nhá. Ông đã phá chuỗi win sớm rồi. Giờ mà nịch luôn là đẹp. Ui mẹ mấy cái ông cái chat này. Ác thật đấy. Rồi xem thử chưa nhá. Ui lại Linux tiếp anh em ạ. Rồi ok ok tôi sẽ gacha block book. Và đó là có vẻ như đúng như Kiều Việt nói rồi. Có vẻ như là đúng như Kiều Việt nói. Ra được Argenti nhưng mà lệch ở mây. Rồi như vậy là PT mới có 4 anh em nhá. Kèo này là kèo ma anh em ạ. Toàn kèo ma kèo quỷ.
À. Uầy. Thề tôi anh em có nhớ cái bạn Huỳnh Đức này không? Bạn Huỳnh Đức này là cái bạn mà lần trước nhờ Ron Hua Hua. Bạn ấy muốn là anh giúp em cái bảo hiểm cho Hua Hua được không? Ron da càng tốt, còn da xê lê thì cũng tạm tạm. Và cuối cùng là nó da xê lê anh em ạ. Da xê lê thật công ơi. Và nó bảo là no, em tuyệt vọng anh ơi. Và bây giờ lại muốn tiếp tục luôn. Vẫn muốn lệch Argenti để lấy bảo hiểm. Và muốn giảm Ronja công ạ. Khổ thật sự. X10 nhá. Rồi. Nào xem thằng em tôi cầu được thấy không nhá. Phải gửi ngay ảnh ngay. Ban luôn bây giờ này. Hẳn là E4 là 5 con công ạ nhờ. What the hell? Sợ thật. Và đó là Lan à. Uầy. Cầu được ước thấy dèm dai nhá. Nhưng mà không thấy Ron ra đâu câu cả. Cú lấy chấn hay không được phải X10 thử xem anh em chứ. Không có Hua Hua có nên Ron Argenti được không? Thực ra vẫn được anh em ạ. Nhưng mà thật sự anh em luôn không có Hua Hua là con Argenti yếu đi 15% đấy. Không có Hua Hua là Argenti yếu đi 15% đấy. Và đó là Argenti cho Đức Lộc. Nếu được à? Ok, thế thì chắc chắn là được em nhé. Skip luôn, cho nó uy tín này. Đấy, thấy chưa, uy tín đúng không? Được. Lấy chấn nhá. Thế thì cũng khó anh em ạ, khó lấy chấn. Trích văn của một người lệch rate 800 nháy rồi à, ok này. 67 rồi đúng không? 68 này. Phát này khả năng nổ rồi, cơn mưa tầm tã rồi. Cơn mưa tầm tã. Chấn sói nào. Bùm, chấn sói. Đúng rồi công ạ. Rồi ok. Xin nhẹ cái kèo nhá. Rất nhanh anh em ạ. Rồi và đó là đây rồi, nổ rồi. Và đó là sói bạc cho thằng em Tuấn Anh. Ơ Giang vừa lên đúng không? Giang kèo luôn thế nào Giang? Và đó là sói bạc cho thằng em Tuấn Anh. Sói bạc này. Hỏng rồi. Mà thật, đang bảo là thằng Tuấn Anh này nó trúng thẻ tháng câu hạn nó đang đỏ. Sao mày rôn toàn ra Linux anh em ạ? Toàn ra Linux thì lượng tử tôi đã nghĩ là mẹ chắc chắn là sói rồi các bác ơi. Nhưng mà tôi quên mất rằng Linux họ lan đâu không ạ? Mà lan đâu ở đây chúng ta chính là anh Zipat. Chia buồn với Tuấn Anh nhá, cứ tưởng đỏ lắm cơ. Đây rồi. Chấn qua Argenti. Đúng rồi. Rồi nhá, như vậy là kết thúc anh em nhá. Chúc mừng Khôi. Như vậy ít nhất là của tôi hiện giờ đang là 10 năm anh em ạ. Nó cũng không đâu biết bết bát lắm. Thực ra là nếu như mà là một nhân vật nam thì nó khá là bết bát. Anh em ạ. Đối với những một nhân vật nam thì khá bết bát. Nhưng mà trong banner này chúng ta luôn cả sói nữa mà. Sói đúng là có lệch thật.